Rồi, chào quý bạn trở lại với chuyện nào hùng xe hơi nhé. Hôm nay em vẫn ở Hà Nội ca quay xe cho anh chị bất chấp dịch Covid. Ok, mình đi nhanh thôi. Hôm nay bọn em có VinFast Lắc A, Lắc SA, em xin lỗi, Lắc SA gầm cao 7 chỗ của VinFast, phiên bản cao cấp, và bọn em đang chào bán mẫu xe này là 1.360.000.000 đồng, tên tư nhân biển tỉnh nhé. Xe đã rút hồ sơ rồi. Xe này thì là xe sản xuất đời 2021 và xe đi cực ít, 10 lăn bánh có 2.300 km thôi. Cái khó duy nhất ở đây là chiếc xe này là phiên bản màu bạc và nội thất của nó là màu kem, khá là kén người mua. Đó, em quay qua ghế này, gần như là vẫn còn mùi ghế mới nguyên luôn. Rồi, một tỷ 360.000.000 đồng. Ở nội thất màu kem thì mình phải hơi giữ gìn và vệ sinh khá nhiều so với nội thất đen. Đó, phiên bản cao cấp nhất, và em cũng chỉ quay qua nhanh thôi. Xe VinFast thì gần như là mình không phải chê gì cả, ra xe nào là bán đứng đầu phân khúc xe đấy thôi. Rồi, mình xem qua nội thất hàng ghế thứ hai nhé. Đây, cực ít dùng luôn, da gần như mới cứng đây, chả có vết gì cả. Nhiều bác hỏi thì cái hàng ghế thứ ba ở trên VinFast ấy, nó khá giống trên Bim 5 thôi, mỏng hay nhỏ thì thật ra nó là do thiết kế thôi. Đó, bạn xuất X5 thì gần như sẽ giống hệt. Xe này bên em đã nhập thì anh em yên tâm là gần như là cam kết không đâm đụng ngập nước, máy móc nguyên bản và ô tô chuẩn theo xe nhé. Quý anh chị có nhu cầu qua xem xe trực tiếp thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Hùng qua like đang đính kèm ở trên màn hình. Phiên bản này thì có sẵn ở showroom bên em, và ngoài ra thì bên em còn hai chiếc VinFast nữa nhé. Một phiên bản Lắc SA bản tiêu chuẩn, bọn em đang chào bán màu cam, đi 1,8 vạn và 1.160.000.000. Ngoài ra bọn em có một chiếc Lắc A sedan 5 chỗ, ngoại thất màu nâu, và chúng em chào bán là 965.000.000. Và em đã quay nhanh qua anh chị trên video trên kênh ấy. Đó, xe này thì thật sự là với những cái xe mới ấy, em không muốn quay quá nhiều về táp lô táp ly hay là động cơ xe, mà nên để cho những anh chị nào thiện chí và mình qua xem trực tiếp nhé. Như em đã nói, không sợ chào cao thì sợ không mua được xe đẹp, mà chào cao anh chị thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.